Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong Minecraft phiên bản 1.18. Và mới vào thì mình xuất hiện ở một nơi tương đối là đẹp luôn. Phía sau mình còn có nguyên một cái đàn bò nữa cơ. Vậy là một xíu có thức ăn rồi. Cạnh bên sa mạc thì lại có một cái tàn tích cổng địa ngục. Cũng khá là tốt. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu cái công cuộc sinh tồn thôi. Cạnh đây nó có cây luôn nè. Được đấy, lấy gỗ thôi. Mình sẽ chế tạo ra một cái set dụng cụ cơ bản trước ha. Và để coi gần đây có cái hang nào không. Mình sẽ tiến hành đi nâng lên những cái dụng cụ đá luôn. Đây, trước mắt là mình sẽ lấy hết cái cây này trước ha. Và hiện tại thì mình chơi ở cái chế độ siêu khó. Thành thử ra mình chỉ có đúng một mạng duy nhất thôi. Mọi cái hành động của mình đều phải thật là cẩn thận nha. Chứ không thôi là end series sớm đó. Ở dưới có đồng cơ. Cũng được. Rồi, trước mắt thì mình sẽ làm bàn chế tạo và cúp trước ha. Đây, làm cúp gỗ. Sẵn tiện xuống dưới đây đào đá luôn. Đây. Quá trời đá nè. Vậy gì dễ rồi. Không biết là ở dưới cái hang đó nó có sắt hay không nữa. Để mình lấy trước một vài cục đá đi rồi mình hẳn kiểm tra coi có sắt hay không ha. Đây, 7 cục. Và có vẻ ở dưới này nó không có sắt rồi. Nó chỉ có đồng thôi. Hình như dưới này nó còn có một cái hang nữa. Ở dưới có những cục nhung nham nữa cơ. Cục magma cơ. Rồi, tranh thủ lúc này mình sẽ lấy thêm vài cục đá nữa đi. Rồi mình hẳn qua bên kia thịt bò ha. Vì chơi chế độ siêu khó nên cái thanh đói nó cũng mau hết lắm. Mình vận động một xíu là nó hết ha. Nên phải tranh thủ mình lấy thịt. Để không thôi một hồi chết đói thì mệt nữa. Rồi, như đây đá là dư sức để làm set dụng cụ rồi lò nung các thứ. Phía bên này nó còn một cái rãnh nhỏ nữa. Và nó vẫn không có than hay là sắt gì luôn. Hơi nghèo khoáng sản nha. Ở phiên bản 1.18 này á, mình thấy là nó cập nhật khá là nhiều về cái khoáng sản, cái vị trí xuất hiện á. Chẳng hạn như là kim cương rồi vàng, redstone các thứ nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Nên chúng ta cần phải kiểu như là tìm hiểu lại ha. Rồi, có làm kiếm chúng ta khỏi luôn đi. Dùng rìu luôn, rìu trong đây sát thương cao mà. Rồi qua đây coi, thịt bò trước ha. Để ghé vô cái tàn tích cổng địa ngục xem nó có cái dụng cụ gì tốt hay không. Biết đâu lại có một cái món đồ sửa chữa. Trong đó ưa có đồ sửa chữa lắm, mà bằng vàng luôn nha. Rồi, có 8 miếng thịt là thấy ấm bụng rồi đó. Để coi, nó có món đồ gì. Oh no, nó có cây kiếm à. Cũng được, mình lượm cây kiếm tạm đi. Một số trường hợp thì mình lại cần kiếm hơn là rìu á. Ở đây còn có cái hồ nhung nham mà nhỏ. Giật mình. Thấy chưa, đụng nhau nhẹ một cái là mất nửa trái tim liền. Khối vàng thì chắc chắn là mình không lấy được rồi. Mình chưa có độ sắt. Khổ nổi thiệt chứ. Rồi đằng này thì có mía luôn ha. Lấy mía. Sắp tới còn làm bài cường hóa. Wow, cạnh mình còn có ngôi làng luôn. Được vậy. Khởi đầu mà gặp làng là quá là tuyệt vời luôn. Rồi, tới công chuyện nữa. Nghề mình gặp làng là nghề mình rồi. Vô mình coi mấy bác ấy có món đồ gì xịn xịn không. Mình mượn mình dùng ít hôm coi. Wow, cái làng này có vẻ cũng khá là đông dân làng đây. Có thêm mía lấy thêm một chút ha. Rồi, để coi nào. Nhà bác Hợi Rèn có hốt ta. Hình như là ngôi làng này không có nhà bác Hợi Rèn. Oh no. Mình khoái nhà bác Hợi Rèn mà không cho gặp nhà bác Hợi Rèn gì trơn. Thì cái tình á. Nhà này nhà của bác cưa đá. Ở đây là nhà của bác làm đồ da nè. Có bánh mì. Thức ăn của mình. Lượm luôn. Hay là bây giờ mình sẽ làm một cái cây cuốc. Cây cuốc. Để một xíu mình lấy những cái kiện rơm cho nó nhanh á. Trong làng kiểu gì cũng có kiện rơm nè. Nguồn bánh mì của mình đấy rồi. Dân làng nhiều kiện rơm lắm. Mình lấy 1-2 cục chắc không biết đâu. Mình chỉ lấy 1-2 cục thôi chứ mình không có lấy nhiều ha. Rồi xong bên. Lấy 1-2 cục rồi. Đi ra thôi. Đấy.
coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ừ hé, mình chưa có giường. Sao cái gì mình thiếu trong làng cũng có hết trơn ấy ta. Hay là mình mượn nốt hai, à không, ba cục len mình làm cái giường đi ta. Gặp làng một cái là đổi đời liền. Đây có bánh mì nè, có táo. Ở trong làng cũng có giường sẵn hả? À vậy thôi, không mượn nữa. Trả. Mình mượn luôn cái giường. Ông mượn lên, mượn luôn cái giường. Nãy cái này có cái gương hả? Lượm luôn. Lấy cái gương có gì mình chứa đồ ha. Đi tiếp coi. Trong làng coi có những cái hạt giống gì tốt không? Khoai tây nè. Lúa thì không cần. Mình cần cà rốt hơn. Ồ không có. Oh no. Mấy bác dân làng này không có cà rốt rồi. Bác này là bác dân làng gì đây? Nhìn lạ vậy. À cái bác này là bác cưa đá ha. Hết rồi, như vậy cái làng này chỉ có được một vài chỗ là hữu ích đối với mình thôi à. Chuyện rơm không có đặt ngăn nắp gì trơn. Để mình ra tay không à. Chuyện gì cũng qua tay mình hết. Rồi, mình sẽ tranh thủ mình kiếm thêm chút cà rốt coi có không á. Khoai tây thôi, ở đây nè, có cà rốt rồi. Tốt quá. Phía xa xa còn có bí ngô nữa cả. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có cần bí ngô á, nên bỏ đó đi. Giờ thì mình sẽ thịt thêm một chút gà để mình lấy thức ăn. Trong đây mình phải lo cho cái bụng mình trước rồi đó. Chết đói rất là dễ xảy ra trong đây á nha. Và cái chỗ này rất là đẹp luôn. Ở phiên bản mới này nó cập nhật về cái địa hình trong Minecraft rất là nhiều ha. Các bạn để đi, cái vùng đồng bằng nó đã rộng hơn rất là nhiều rồi nè. Mình chưa có gặp núi nên mình không biết núi nó có bự hay không. Chứ mình thấy đồng bằng là nó bự hơn bình thường rồi đó. Như vậy thì sẽ rất là thuận lợi cho mình trong cái khâu mà xây dựng ha. Mình sẽ thoải mái xây dựng ở những cái chỗ mà nó có diện tích rộng như vậy. Rất là hay luôn. Và ở đây còn có một cái con sông nhỏ nữa nè. Ui đẹp thiệt chứ. Chỗ này là chỗ lý tưởng luôn á. Để mình làm một nơi cư trú nè. Ở bên đó có một cái gò đất nữa cả. Rất là nhiều chỗ mình có thể áp dụng vào trong việc xây dựng ha. Còn là chỗ đẹp thôi. Và mình sẽ lấy thêm thịt heo nữa. Tranh thủ. Rồi, thức ăn của mình bây giờ đã tương đối là nhiều rồi. Ô, phía xa xa hình như là... À, một cái cánh rừng gỗ vân sam. Như vậy mình có thể qua bên đó để lấy gỗ và sử dụng gỗ vân sam xây nhà. Rất là tiện luôn. Gỗ sồi thì farm nó hơi lâu á. Còn gỗ vân sam thì vừa farm nhanh nè. Mà gỗ lại đẹp nữa. Khá là hay á chứ. Thôi lỡ rồi. Qua bên đó luôn. Để coi. Ngoài ra thì bên cái vùng đó còn có thể cho mình một cái loại thức ăn. Là một loại quả ha. Đó chính là quả mọng ngọt. Cũng rất là tốt. Lên thử coi. Ui và cái núi nó đúng to luôn á. Có tuyết luôn rồi kìa. Ủa sao ở đây có đúng một cái cây vậy? Ủa lạ vậy. Tưởng đâu một cánh rừng chứ. Ai dạng này có một cái cây à. Mẹn đét ơi, có một cây à. Trời. Su cà na thiệt. Rồi mình sẽ thử chặt cái cây này coi nó có rơi đủ 4 mầm cây không nha. Rơi đủ 4 mầm là tuyệt vời luôn á. Mình sẽ đập thử coi. Một mầm nè. Hai mầm rồi. Hai mầm nữa thôi. Ba mầm rồi. Một mầm nữa. Rồi luôn, dư sức qua cầu. Như vậy thì mình đã đủ 4 mầm rồi ha. Quá là tốt rồi. Thôi thì chắc bây giờ mình sẽ tranh thủ mình trở lại gần chỗ bên này. Mình tìm một chỗ để mình đi đào mỏ trước đi ha. Tại vì dù sao thì mình vẫn phải cần có sắt trong ngày đầu tiên trước. Thứ nhất là mình làm giáp nè. Thứ hai là mình làm xô nước nữa. Ở trong đây cái việc mà mình té từ trên cao xuống mất mạng là rất là dễ luôn. Nên trước mắt là mình phải có một cái xô nước để nhiều khi mình đặt xuống mình cứu mạng mình ha. Và ngày đầu tiên cũng gần hết rồi. Thôi thì chắc mình làm một cái giường ngủ trước đi. Đêm đầu tiên không biết mình ngủ ở đâu đây nè. Chắc chắn là ngủ bờ, ngủ bụi rồi đó. Chưa có nhà đâu. Ngày đầu tiên thì chắc chưa có nhà đâu. Một xíu thì tính sao ha. Giờ trước mắt chắc mình sẽ ngủ tạm ở cái góc này đi. Bên đây mình thấy có chỗ khá là đẹp nè.
làm cái giường rồi mình ngủ ha. Bàn chế tạo đặt xuống. Làm... ủa mình có giường rồi mà đúng không? Ờ đúng rồi, mình có giường rồi. Chỉ đi ngủ thôi. Ok. Đặt ở đây. Rồi, đi ngủ. Yes. Như vậy thì ngày đầu tiên đã trôi qua một cách an toàn đối với mình ha. Khởi đầu nói chung thì khá là thuận lợi luôn. À, giờ thì tới công đoạn là mình sẽ dọn dẹp đồ lại cái. Mang theo những thứ cần thiết nè. Đồ ăn. Đây. Làm thêm bánh mì đi cho chắc. Bánh mì. Đó. Và cuối cùng là táo vàng không ta? Khỏi đi. Cần gì táo vàng hôm nay. Ok, giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hang để đi đào ha. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho cái cây này nó lớn lên luôn. Ơ. Ô, cụ Hồng. Các bạn có biết không, hồi xưa là con cụ Hồng này là hiếm lắm á. Nhân phẩm cao lắm mới gặp được. Đã gặp cụ Hồng nè. Đã nha. Vậy là hôm nay nhân phẩm cao rồi, nhiều khi đi mai mình tìm được kim cương á. Có điểm hết rồi. Rồi trồng cây ở đây đi. Giờ tìm cái hang coi ở đây có cái hang nào không ta. Chỗ này nó phẳng quá, không có nổi cái hang luôn á. Có hang không? Ui đây rồi, đây rồi. Có hang rồi, nhưng mà nó không có than. Có cục than nào không? Không có luôn. Ủa, đây, 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 có than, có than. Yes. Làm được đuốc rồi. Đó, có ánh sáng rồi. Ủa, nước tràn vào đây. Tranh thủ lấy thêm xíu than nữa coi. Rồi, xong phim. Wow. Ở dưới này nó còn một cái đường hầm nữa nè. Một cái hệ thống hang nhưng mà nó bị nước lấp đầy rồi. Không được, không được. Mình không thể khám phá trong những cái hang mà nó có nhiều nước như vậy. Tốt nhất bây giờ là mình nên tìm một cái hang khác đi ha. Ui, đằng kia nó có cái chỗ gì mà lơ lửng vậy. Ui, nhìn thấy ghê vậy. Kiểu như đảo bay á. Oh my god. Thiệt luôn. Ồ, bên đây còn một ngôi làng khác nữa hả? Như vậy thì tổng cộng gần mình có hai ngôi làng á. Một ngôi làng ở phía bên này và một ngôi làng ở phía bên này nữa. Được thế nhờ. Đây còn có con lừa nữa nè. Nói chung thì cái chỗ mình nó rất là nhiều thứ có lợi cho mình luôn á. Chỉ có mỗi cái hang là không có thôi. Kỳ cục thiệt. Giờ kiếm cái hang không có nè. Đây có phải cái hang không? Ồ, đây còn như có hang nè. Đây rồi, đây rồi. Hang, hang. Nó không phải cái hang rồi. Cây thế nhờ. Có tất cả thiếu hang thôi. Ok, mình sẽ vô mình đào một chút hang. Cho đỡ tức coi. Rồi. Ở đây nữa. Nhiều hang chứ. Tốt. Và ở trong phiên bản mới này thì tốt nhất là không có nên đào thẳng xuống đâu. Lỡ xui xui mà gớt ngay cái hang mà sâu sâu á là té gãy chân như chơi á. Nên bây giờ tốt nhất là tìm cái hang nào được đường tí đi. Chứ đào xuống nó nguy hiểm quá. Mà tìm không có là mình đào thiệt á. Nguy hiểm cũng đào luôn. Rồi thiệt rồi. Không có hang rồi. Su cà na thiệt chứ. Rồi để mình nghía thử coi coi ngôi làng này có nhà bác thợ rèn không. Có vẻ là ngôi làng này cũng không có nhà bác thợ rèn. Sao phiên bản mới này có vẻ nhà bác thợ rèn hiếm nhờ. Hai ngôi làng kế bên mà không có ngôi làng nào mà có nhà bác thợ rèn hết. Lấy thêm thịt coi. Được thêm 8 miếng thịt. Ổn áp phết. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đào xuống dưới để tìm một cái hang dành cho riêng cho mình ha. Hết cách rồi. Đào thẳng xuống dưới thôi. Sống chết có số mà. Mất quá thì end sớm thôi chứ có gì đâu. Ủa sao đang đào mà tự nhiên ngay bên đây nó có tiếng chân ta? Đâu bên này nè. Nghe sợ vậy. Hay là mình nghe nhầm nhờ. Vô lý vậy. Ồ trên đây thì không có hang. Đừng có làm mình sợ nha. Đang chơi game một mình đó.
Tự nhiên nghe tiếng chân lạ lạ là xong luôn. Nè, vẫn nghe tiếng chân nữa nè. Hay là tiếng ở trên ta, tiếng mấy con vật nó di chuyển trên mặt đất. Ừ, cũng có thể lắm. Mình mới nghe tiếng. Đúng rồi, tiếng dâm bài. Có dâm bài tức là gần đây có hang rồi. Nè nè, nó đâu dưới này nè. Làm cái bàn chế tạo, làm cái bàn chế tạo lẹ. Là một cái cây cúp mới. Tới công chuyện nữa, tới công chuyện nữa. Nó đâu dưới này nè. Rồi bể. À, bể ngay chỗ có xác. Bể cúp ngay chỗ có xác thì được rồi. Làm luôn. Những cái phôi xác đầu tiên, quặng xác đầu tiên. Rồi con dâm bay lên cái nữa coi. Ủa sao nó im ru rồi? Gì vậy? Dâm bay lên lên đi. Ừ đây 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 đây. Tới hang rồi. Yes. Bây giờ mình có nên nung không ta? Nung xác ra đi. Làm một cái lò nung. Mình sẽ nung những cái phôi xác này ra. Yes, và mình sẽ có xác để làm xô cũng như là cúp xác ha. Ở dưới nó có quá trời nhện kìa. Phải thiệt là cẩn thận mới được. Giúp bờ nữa. Ghê quá đi. Ô ô ô, hello anh bạn. Anh bạn đi đâu đấy? Anh bạn đi đâu đấy? Rồi, coi coi xác nấu tới đâu rồi. Hai phôi à, nãy giờ mới được hai phôi thôi. Khi nào đủ ba thì mình sẽ làm cái cúp sắt trước ha. Đây là món đồ rất là cần thiết để mình có thể đào được kim cương cũng như là những lò khoáng sản xịn hơn. Xong. Giờ thì đợi ba sắt nữa để làm cái xô nước thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nghĩ qua đây một xíu. À chính con này, hồi nãy mình nghe tiếng con này nè. Nhờ con này mà mình mới phát hiện ra cái hang này á. Rồi. Ủa cái hang này rộng lắm. Hang rộng này chắc dễ có kim cương nè. Để mình nhìn một vòng thử coi có kim cương không. Chưa thấy kim cương nha. Rồi 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 rồi. Trở lại đây lấy nốt ba phô sắc của mình. Rồi hẳn đi ha. Làm cái xô luôn. Xong. Hành trình đi tìm kim cương trong ngày đầu tiên của mình bắt đầu. Và mình sẽ làm thêm một chút đuốc nữa để có gì mình còn cắm lên. Đây. Xong, giờ thì tha hồ mà cắm ha. Đi thôi, tìm kim cương. Mình sẽ đi từ hướng dễ trước, hướng bên này. Ui da, té đau thế. Hé luôn bạn. Từ từ. Hé luôn bạn. Rồi, có xô nước rồi. Dễ chơi rồi đó. Sẽ đi ở trên cao trước ha. Ồ, có lưu ly rồi nè. Được, lấy lưu ly luôn. Ngoài lưu ly ra thì có vàng đằng kia nữa. Ở đây thì có sắt. Được. Sắt có vẻ tốt đó. Chắc bây giờ mình sẽ mò tèn tèn xuống phía dưới ha. Xuống dưới có nguy hiểm quá không ta? Kệ đi xuống luôn, liệu ăn nhiều. Rồi đi tới đâu thì cắm đuốc tới đó, cho nó có tầm nhìn thêm á. Vô đây. Giờ chiến đấu với zombie cũng căng lắm á, không đùa đâu. Nhất là còn Reaper nữa. Nãy giờ mình chưa có đối đầu với Reaper nên chưa sợ ha. Ở trong chế độ siêu khó thì Reaper giống như là cơn ác mộng vậy đó. Mặc giáp kim cương nhưng mà ở gần á, nó nổ cái đùng một phát là vẫn banh xác như thường nha. Nên phải cẩn thận với những cái con Reaper mới được. Ồ kìa kìa, mới nói Reaper nó kế bên mình rồi. Ai con luôn mới ác á. Lại đây. Không sao, mình lo được. Thôi, một con. Tranh thủ lúc này đào sắt thêm mới được. Để nhanh chóng có sắt để làm vui một set đồ ha. Sắt. Sau này mình sẽ tìm ở những cái hang nó cao cao hơn đi. Còn hiện tại cái hang này nó khá là sâu nè. Nên mình sẽ tranh thủ mình tìm kim cương là chính á. Mà nãy giờ đi thì không thấy viên kim cương nữa hết. Ui, có xương ở dưới. Ê. Giờ không có giáp, không có khiên, sợ ăn xương quá. Không biết quýnh lại nó không nữa. Bình tĩnh. Ow. Ui, nó bắn đau vậy. Ôi, chắc làm một cái khiên đi.
nung sắt ra làm cái khiên đi cho chắc ha. Không có giáp nhưng mà ít ra cũng thấy có khiên để mình chống chọi lại với nó chứ. Đây là một cái khiên gỗ. Ô, từ từ đó, khiên gỗ rồi, có thể khô áo yên xương được rồi. Nó đâu ui, nó dưới từ từ. Giờ mình xuống là mình mất là thế liền á. Xương nè, xương hả, xương xuống luôn, sợ gì nữa. Cái này đúng sâu luôn á, để mình coi nó tầng bao nhiêu rồi. Hiện tại là tầng âm 48 rồi đó, rất là sâu ở dưới này rồi mà chưa thấy viên kim cương nữa hết. Nhân phẩm gặp được cụ Hồng, không gặp được kim cương hả tèn. Hơi xu cà na nha. Ê, kia, kim cương kia. Vậy là có kim cương nha. Ây da, ôi, cẩn thận, đừng chủ quan. Trong đây chủ quan là chấm hết đó. Thôi lại lần kia hốt viên kim cương thôi. Quá xá đã. Không biết trên đó có bao nhiêu viên nữa. Tới rồi nè, tới nè. Giờ mình có block không? À có luôn. Đi, đó. Để coi cái này được mấy viên đây. Gần tới à. Cái này chắc tầm, mình đoán thôi nha, tầm 2 viên. Không nhiều lắm đâu. Nhìn cái mồi này là biết rồi. Viên đầu tiên. Ơi, đâu có một viên à. Mèn đét ơi. Thiệt tình. Đón ngày viên ra có một viên à. Quê một cục luôn. Thôi kệ, có là quý rồi. Một viên là tiền đề để mình tìm thêm những viên tiếp theo ha. Nghĩa trong cái hang này coi còn sót kim cương không. Ui, cái hang này nó không có thêm một viên luôn á trời. Cái hang nó bèo nha. Kệ, lấy thêm sắt đi. Có sắt còn đỡ hơn không. Mà sắt ở đây nó kiểu như nó dưới sâu á, nên thật thử ra nó cứng quá trời, đào lâu quá. Có vàng nữa nè, đào luôn. Ê, kim cương. Ừ. Vậy cũng được nữa hả. 2 viên. 4 viên. Wow. Đây, nhân phẩm của mình đang lên dần rồi. Được. Quá là đã luôn. Vậy là tổng cộng mình tìm được 5 viên trong cái khu vực này rồi ha. Không biết còn sót chỗ nào không. Để đi thử một vòng nữa mới biết được. Lên trên đây cắm đốt chắc đi. Tại vì trong đây tối rất dễ xuất hiện quái luôn. Nguy hiểm lắm. Rồi, qua đây. Lại một con đường khác nữa. Ui, nó đi xuống sâu hơn nữa nè. Ghê chưa. Đường cùng luôn rồi. Mà không có kim cương á. Ok. Chắc mình sẽ trở lại chỗ ban đầu để mình lấy số sắt mà mình nung ra cái đó. Mình còn nung 8 sắt ở trên đó chưa có lấy á. Đi một hồi lạc mất á. Ô, con xương. Còn xương đi ra chỗ khác. Coi có kim cương ở đây không. Không, đường cùng rồi, hết luôn rồi. Ô, và cái này là cái gì vậy ta. Ừ, cái đó mình thấy nó phát sáng ở dưới hang á. Không biết tên tiếng Việt của nó là gì ha. Rồi, trước mắt thì lấy thêm sắt đi. Chuyến đi mai này có vẻ cũng tương đối bội thu á nha. Trong này còn gì không? À, như nó dẫn mình ra một cái hang khác hay sao vậy? À không, nó dẫn mình ra chỗ ban đầu của mình. Đi ngồi trở lại chỗ ban đầu rồi. Wow, vàng cái này. Cứng vậy. Vàng đào đúng đâu luôn. Thôi đi lên. Chắc là khúc này hết kim cương rồi. Thôi kệ đi, tiếp. Tìm được 5 viên trong cái
lần đầu xuống dưới hang á là rất là may mắn rồi hả? Lên đây lấy nốt số sắt này làm giáp nữa là đẹp. Có con zombie nó cầm cái xẻng lên đó. Nó hăm dọ mình cơ. Cầm xẻng hả? Lại đây. Cần hai luôn. Rồi. Mình sẽ làm một cái bộ giáp bằng sắt ha. Đó, được cái áo giáp trước đi. Là cũng tự tin hơn xíu à. Đi, tiếp tục. Ở đây có thêm vàng nữa, nhưng mà vàng tạm thời bỏ qua tí đi ha. Con xương. Trời, chỗ này tối quá không thấy nó luôn á. Hai con luôn. Ăn vậy. Trong tối rất là dễ gặp quái luôn á. Rồi. Cái an toàn rồi. Nghĩa qua đây coi. Hiện tại thì ở trên này là tầng thứ âm 20 ha. Vẫn là đang tọa độ âm nè. Ui có phù thủy nữa. Ui bà chơi đồ xong bà chơi nhanh chứ vậy. Phù thủy hả? Phù thủy nè, dám chơi đồ trước mặt mình. Ê kìa, có kim cương. Ê, trên này vẫn có kim cương. Đi lên. Lụm kim cương. Tuy có một viên thôi, nhưng mà mình vẫn phải đào, tại vì nó là kim cương. Không thể bỏ được. Rồi. Cái hang này còn tìm nhiều tiềm năng lắm. Cứ từ từ mà khám phá nó. Tại vì chẳng qua ở đây tối quá mình không thấy đường thôi. Đó, thì kìa, thấy chưa. Thêm hai viên đường đó nữa kìa. Rất là nhiều cơ hội cho mình kiếm kim cương đó. Ê Reaper định làm gì vậy cưng? Ai cho cưng làm bậy? Rồi. Hút kim cương tiếp thôi. Khá là cao nha. Cẩn thận. Con xương nào mà chơi kỳ bắn một phát là té gãy chân thiệt á. Lên xíu nữa. Rồi. Được hai viên. Hẩm hẻm luôn. Ồ, ở trên nó còn có nước nữa. Kệ, có gian nước đi xuống dưới luôn. Đi tiếp. Coi còn dấu kim cương ở khúc nào không nha. Nhìn kỹ, cả ở phía dưới lẫn ở phía trên á. Ồ, như đằng đó nó còn có cái đường nữa cơ. Nếu không thôi bỏ sót kim cương đấy. Khúc này là hết kim cương rồi nè. Bên đây cũng vậy. Để thử qua bên đây. Bên đây chưa đi hết. Nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ nè. Nhảy xuống nó dí mình chứ. Hung hăng chưa. Ở đây còn có slam nữa. Tức là nó trong slam chân hay sao này. Ồ, được hay ta. Trong slam chân thì nhiều khi mình có thể làm được những cái farm slam á. Xuống dưới này coi. Ồ, dưới này là những cái đường đi rất là hẹp luôn. Ê, vậy nó có kim cương. Đường đi hẹp mà cũng có kim cương nữa. Hay thiệt. Rồi, nó chỉ có một viên thôi. Tích tiểu thành đại ha. Gồm nãy giờ mình cũng được 9 viên rồi chứ bộ. Khá là ok luôn. Rồi. Vô đây. Cái đường đi rất là bé luôn á. Và nó tiếp tục dẫn mình xuống sâu hơn nữa nè. Ừ, cẩn thận. Ủa sao chỗ này nhìn quen cái ta. Ồ. Bên đây còn kim cương. Hay nha. Nó dẫn mình ngay chỗ kim cương luôn nè. Ý trời ơi, không thì mình bỏ sót ngay đây một viên kim cương rồi. Hay thiệt. Lậm luôn. Một viên duy nhất. Ồ. Không một viên đâu, bên đây còn một viên nữa nè. À. Như vậy thì chỉ cần tụt xuống từ cái chỗ nước đó thôi mà mình tìm được hai viên rồi ha. Ồ, ba viên luôn. Bốn viên luôn. Năm viên. What? Quá là nhiều.
Bởi thú ơi, mình không ngờ chuyến đi này mình lại tìm được nhiều kim cương đến như vậy. Chắc đã đến lúc để mình trở về rồi, để mình thu gom đầu lại một xíu ha. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm một chút sắt nữa để mang về có cái mà dùng nữa. Chứ hiện tại thì mình có khá là ít sắt luôn, chỉ có 11 sắt thôi. Nè, ở đây có sắt mình sẽ lấy thêm ha. Oh my god, may quá, bây giờ vẫn là ban ngày ha. Lên, đi xuống ban ngày, đi lên cũng ban ngày luôn. Đó là điều rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi tìm một chút gỗ để mình có thể xây một cái căn nhà cơ bản cho mình sống qua ngày đầu tiên á. Chứ hiện tại thì vẫn ở kiểu như là ở bên ngoài á, ăn bờ ở bụi nên cũng hơi toan. Gán làm cái nhà để sống cho nó ổn định về sau luôn. Lúc đầu á thì mình định xây một căn nhà thiệt là bự luôn á, nhưng mà suy đi nghĩ lại nguyên vật liệu mình đâu có đủ đâu. Thành thử ra xây một hồi cái căn nhà mình nó cũng có chút hẻn à. Nhưng mà nói chung đây là nhà khởi đầu á, nên mình xây vừa vừa thôi ha. Rồi sau này mình sẽ xây thêm những căn nhà khác với kích thước to hơn và những công dụng khác hơn nữa. Còn về cái tường á, các bạn thấy không? Lúc đầu là mình định xây bằng cái đá đen đen kia kìa. Nhưng mà nhìn lại, ui sao cái nhà mình đen thui thui lùi vậy? Nhìn y như cái nhà tù luôn á, nên thôi mình đành phải đập bớt ở trên ha, chữa ở dưới thôi. Rồi sau đó ốp gỗ ở tầng trên thì nhìn ngôi nhà nó sẽ sáng hơn, nhìn nó cũng sẽ kiểu như có sức sống hơn á. Chứ cái nhà đen thui tù lùi nhìn cũng hơi kỳ. Và nguyên vật liệu của mình thì nó cũng không có nhiều và đa dạng á, thành thử ra mình chỉ xây cái phần mái nó đơn giản bằng những cái ván gỗ vân sam thôi á, làm thành cái cầu thang á. Rồi trong tương lai mình sẽ thay cái phần viền lại để cho nó có điểm nhấn hơn. Chứ hiện tại thì cái phần viền nó bị chìm so với cái phần mái luôn rồi. Nói chung màu á, đâu có nhiều nguyên vật liệu đâu nên xây nó cũng hơi khó khăn á. Nhưng mà không sao, ngày đầu tiên mà có được căn nhà cũng như là cái mái lành lặn là quý lắm rồi. Còn ở trong nhà nó có một cái phần á, mình thấy nó bị lồi á, thành thử ra mình quyết định là ốp luôn những cái thân gỗ rồi sau đó cạo vỏ ra. Như vậy thì nhìn nó sẽ đỡ trống hơn. Rồi cuối cùng là đập đất ở trong nhà ra, rồi ốp sàn là chúng ta đã có một căn nhà khởi đầu tương đối là ok rồi. Ở bên ngoài thì mình thấy nó còn trống lắm, với cả mình chưa có cái ruộng á. Lúc này cái mình tranh thủ cuốc một ít đất ra, múc nước rồi trồng lúa ha. Đây cũng là chỗ vừa để trang trí nè, và trong tương lai cũng có thể là chỗ cung cấp cái nguồn thức ăn cho mình nữa. Một công đôi chuyện luôn. Và như vậy thì công cuộc xây nhà của mình cũng đã xong rồi ha. Hiện tại thì nguyên vật liệu của mình nó cũng không có nhiều á, nên thành thử ra cái phần mái của mình nó còn khá là thô sơ. Ui. Oh no, no, no. Phát hiện. Chưa gắn xong. Rồi đó, giờ mới xong rồi đó. Cái nhà của mình là lúc nào cũng chào đón khách mời vậy ha. Reaper, zombie, skeleton là vô thoải mái luôn, chơi nhà không cửa luôn mà. Vườn không nhà trống á. Rồi, và khởi đầu của mình nói chung thì cũng tương đối tốt ha. Với thành quả sau một chuyến đi mai là hình như là 15 viên kim cương. À không, 14 thôi. 14 viên kim cương là khá là nhiều rồi. Và một cái căn nhà cơ bản để mình có thể sinh tồn trong thời gian sắp tới nữa. Nếu như các bạn thấy thích thể loại sinh tồn cũng như là những video của mình về thể loại này á, thì đừng quên để lại cho mình một like ha. Mình rất vui khi ngồi đếm từng cái like của các bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.